truy tìm Hot Girl Bella nghi đi nhầm xe máy của người dân. Trích xuất camera an ninh, người dân ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An phát hiện có người vào nhà hàng lấy chiếc xe máy và trình báo công an địa phương. Ngày 30 tháng 3, ông Hồ Hoàn, trưởng công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận, đơn vị đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Theo trình báo của ông Nguyễn Việt Anh, chú xóm 13, xã Quỳnh Thạch, chiều ngày 29 tháng 3, ông phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 37 l 22326 một dựng trong nhà hàng của gia đình biến mất. Cách hiện trường không xa xuất hiện chiếc xe máy với nhiều đồ đạc trên xe như chổi, nón, áo mưa, phích nước. Trích xuất camera, gia đình ông anh phát hiện chiếc xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm. Qua camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 phút, thời điểm này, vợ chồng tôi không ở quán, chỉ có con trai nhỏ ở nhà. Người phụ nữ có biệt danh Bella xuất hiện, lấy chiếc xe máy của tôi trước sự chứng kiến của con trai. Ngoài chiếc xe máy, trong cốp xe của tôi còn giấy tờ tùy thân và một số tiền, ông Việt Anh thông tin. Sau khi sự việc xảy ra, ông Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video ngắn trích xuất từ camera an ninh của gia đình kèm hình ảnh nhờ cộng động mạng giúp đỡ truy tìm. Công an xã Quỳnh Thạch thông báo, Ai nhìn thấy Beo la báo với địa phương theo số điện thoại 0911748793 hoặc ông Nguyễn Việt Anh, chủ chiếc xe máy. Hot Girl Beo la là nhân vật từng xôn xao cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và thường sử dụng xe máy với màu sơn loài loẹt, vượt qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.